29 tuổi Thái Thanh. Thì xem nào, bệnh của mình là cự môn, thân cư thiên di. Chắc là dạ. Thân cư thiên di thì đang ở nước ngoài rồi. Vâng ạ. Ừ, đúng không? Vâng ạ. Tại em đang ở Sài Gòn, em về Sài Gòn mấy hôm nay. Nãy qua. Mà ông cẩn thận là sao cự môn ở mệnh là sau này mất hết tiền tài và còn dính pháp luật đấy nhỉ. Vâng ạ. Mình có số tù nữa, phải cẩn thận. Dạ. Thấy làm cái gì mà nguy hiểm lắm, thấy quan phù vây xung quanh mình luôn. Vâng, em thì là không cần chấp cái pháp luật đấy nhỉ. Đấy ạ. Làm mặt trái của pháp luật mà mình có số tù tội đấy. Vâng ạ. Mà không biết là độ tuổi bao nhiêu rồi. Năm nay 29 rồi. 23, dạ. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 29, 30. Sang năm cẩn thận nha. Dạ. Sang năm rơi vào sao cự môn, đóng vào đây là tù đấy. Mà là quản lý công ty về cờ bạc ở Campuchia ấy, thì càng nguy hiểm. Vâng. Mà lại thấy mình có một cái vong nữ đi theo suốt ngày đè mình này. Cứ ngủ quá giờ là bị, cứ ngủ quá 8-9 tiếng là bị, hoặc là bắt đầu là ngủ là bị à. Hoặc là kể cả khi có ngủ 7 tiếng, 6 tiếng thiếu ngủ cũng vẫn bị. Thì cái này là do cái phần sao quả tú ở mệnh ấy, ta gọi là có tiền duyên theo. Để giải hạn đi nhá. Xong rồi di cho thầy cái sao đại hao nó cung quan lộc, để sau này có mất thì cũng đừng mất hết tiền. Đừng. Thứ ba nữa là có căn tứ phủ, xin tiễn căn tứ phủ đi. Rồi kiếm được tiền nhớ mua xong bất động sản mà giữ, chứ để tiền bạc là hết. Mình có, mình quản lý tài chính cờ bạc nhưng mình chơi cờ bạc sẽ thua. Vâng. Mình có đại hao nằm cung tài bạc, chơi cờ bạc sẽ thua hết luôn. Vâng. Và sang năm là dễ dính pháp luật nên hết sức cẩn thận đấy nha. Sang năm là năm hạn của mình. Dạ. Tránh được sang năm mà không tù tội thì mang. Sang Campuchia luật pháp nó lơi lỏng lắm hay sao mà dân Việt Nam hay sang Campuchia chơi cờ bạc thế nhỉ? Vâng ạ, bên đấy là cờ bạc là hợp pháp. Hợp pháp à? Nhưng mình đừng chơi nhá, không có mình cũng đại hao, mình cũng mất trắng đấy. Dạ, em không muốn chơi cờ bạc. Ok, đừng chơi. Hiện tại thôi, còn sau này cũng biết. Đừng chơi, nghe lời thầy Cao Anh, mua đất. Cung điền trạch của mình liêm chính thất sát, mua đất dưỡng già, thì nhá. Vâng ạ. Lấy vợ chưa? Em chưa đấy. Số mình có số tuần đóng cung thê, dễ hai đời vợ lắm. Tại đào hoa nó cung nó bọc nhiều người tình còn ít vợ. Vâng ạ. Nên lấy vợ muộn thôi. Dạ. Tầm 32-33 tuổi hãy lấy, 33 tuổi hãy lấy, năm nay 29, 4 năm nữa hãy lấy. Nhưng mà mình có cung con rất là đẹp, cung con có sao thiên phủ, sau này con cái sẽ giàu có và thành đạt. Dạ. Mồ mả phúc đức tốt, cha mẹ tốt. Chú ý là mệnh mình có số tù nên là không làm cái gì phạm pháp. Ok chưa? Có tiền là nên mua bất động sản để giữ. Nhất là bạn bè có sao phục binh thì rất dễ bị cấp dưới hoặc bạn bè hãm hại. Hết sức cẩn thận nhá. Còn bị người âm theo mà bị bóng đè, thầy sẽ giải cho, ra trợ lý các thầy hướng dẫn nhá. Ok, ra các bạn hướng dẫn là thầy giải cho nhá. Vâng ạ. Cho em hỏi thêm là về độ tuổi mà, như ví dụ như mình là người yêu, người đương hay sau vợ, vợ chồng này, hoặc bạn bè này, em có phải chơi cho tuổi không thầy? Thật ra cái cung nô bộc của mình rất nguy hiểm, có sao phụ huynh ấy, nên là bạn bè phải cẩn thận, người ta có thể phản mình. Đào hồng đóng cung nô bộc người ta gọi là đào hoa hại chủ, mà cái cung vợ của mình rất là xấu, nên là nên chậm lấy vợ thôi. Chứ vợ mà có địa không được kiếp sau này còn hại mình nữa không? Dạ. Đấy, chứ còn tuổi thì thầy không có xem tuổi mà thì xem vận thôi, khi nào thì tốt. Ví dụ như mình ý, thì năm 33 tuổi trở ra sẽ có đào hoa chiếu, lúc đấy cưới vợ thì nó mới hạnh phúc. Nhá. Dạ. Ok. Rồi em cảm ơn thầy. Em chào thầy.